Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tân Lạc sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp khởi sắc. Huyện Tân Lạc tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Tân Lạc chú trọng phát triển hạ tầng số. Huyện Tân Lạc thực hiện hỗ trợ cho 129 hộ chưa có nhà ở rột nát và một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 10, tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác kê khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị trong toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, công tác kê khai tài sản, thu nhập, kiểm soát tài sản thu nhập có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc thực hiện công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập trên đã được nghiêm túc triển khai và thực hiện, nhưng do cách hiểu khác nhau nên thiếu tính đồng bộ. Qua hội nghị lần này, nhằm thống nhất phương pháp cách làm để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân. Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, triển khai một số nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị và một số văn bản khác có liên quan, đồng thời trao đổi, giải đáp thông tin về những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhằm tạo sự thống nhất trong công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản thu nhập. Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức thành công hội thi tìm hiểu tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi đã đến dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cùng đông đảo khán giả. Tham gia hội thi có 16 đội là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với hình thức sân khấu hóa, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thông điệp hành chính. Nội dung các phần thi tập trung tìm hiểu các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các mô hình sáng kiến về cải cách hành chính đã và đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Với sự chuẩn bị công phu về nội dung, kết hợp kỹ năng truyền thông, nhập vai và hóa thân vào các nhân vật một cách nhuần nhuyễn đã mang đến hội thi những tiết mục đặc sắc, đậm chất văn hóa truyền thống. Nếu như ở phần thi chào hỏi là tổng hợp các hình thức sáng tạo của dân ca, hò vè, hát múa, kết hợp sử dụng các loại hình cổ động trực quan, giới thiệu tóm tắt về địa phương, về những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của từng đơn vị một cách vui nhộn, thì ở phần thi kiến thức, các thành viên lại cho thấy sự am hiểu một cách chắc chắn hệ thống văn bản pháp luật và các quy định về cải cách hành chính, bằng việc 100% đều trả lời chính xác các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Đặc biệt, trong phần thi thông điệp cải cách hành chính, các đội đã xây dựng các tiểu phẩm ngắn gọn, tái hiện những tình huống về cải cách hành chính mà hàng ngày, hàng giờ, cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện tại địa phương. Với những thông điệp rõ ràng, cùng cách giải quyết hợp tình, hợp lý, kết hợp lối diễn dí dỏm, dễ hiểu, dễ nhớ đã cung cấp cho khán giả những nội dung bổ ích. Các phần thi đã có sự kết hợp phong phú, hài hòa giữa thực tế và sân khấu hóa, mang đến các thông điệp truyền thông và tình huống liên quan thiết thực đến công tác cải cách hành chính ở địa phương. Qua hội thi giúp cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn, hiểu rõ và nắm vững hơn những quan điểm của Đảng
và các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính, giám sát thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Kết thúc hội thi, đơn vị thị trấn Mã Đức xuất sắc giành giải nhất, đồng giải nhì thuộc về hai đơn vị xã Nhân Mỹ và Suối Hoa. Năm đơn vị gồm Quyết Chiến, Phong Phú, Ngọc Mỹ, Đồng Lai, Phú Cường, đồng giải 3. Các đơn vị còn lại đạt giải khuyến khích. Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2024, Ban chỉ đạo mô hình đội tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã Nhân Mỹ phối với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Lạc tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường và phòng cháy, chữa cháy cho trên 300 em học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân, xã Nhân Mỹ. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được cung cấp kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, những nguyên nhân, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, quy định về độ tuổi, sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy và các quy định về xử phạt hành chính vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn các em tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông. Đồng thời, các em cũng được hướng dẫn nhận diện hành vi bạo lực học đường, hậu quả của bạo lực học đường và cách phòng tránh bạo lực học đường, những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, mối nguy hiểm của cháy nổ đối với cuộc sống con người. Ngoài ra, các thầy cô giáo và các em học sinh còn được thực hành hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám cháy nhỏ. Em Bùi Anh Khoa, học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết. Thông qua buổi tuyên truyền này đã giúp ích cho em các biện pháp khi bị bạo lực trong học đường ạ, và kỹ năng khi xử lý bị có đám cháy xảy ra và các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ ạ. Hoạt động tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, bạo lực học đường và phòng cháy chữa cháy đã được công an xã tăng cường triển khai trong thời gian qua. Việc phối hợp với các đơn vị trường học cũng đã và đang được thực hiện có hiệu quả. Đối tượng tuyên truyền cũng được mở rộng đa dạng từ học sinh, phụ huynh và bà con nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động tuyên truyền đã giúp cho các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về văn hóa giao thông, không vi phạm các quy định của luật giao thông, từ đó góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông, bạo lực học đường liên quan đến lứa tuổi học sinh. Cô giáo Nguyễn Hải Long, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết thêm. Được công an xã Nhân Mỹ có thể nói là có những cái hình thức tuyên truyền phối hợp rất là phù hợp bằng những cái đường link, bằng những hình ảnh, bằng những tiểu phẩm để đưa vào. Có thể nói rất là phù hợp. Trong những năm qua thì nhà trường việc chấp hành kỷ luật và vi phạm pháp luật của học sinh của nhà trường rất là ít. Thực hiện chương trình công tác về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mô hình đội tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã Nhân Mỹ được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 19 tháng 9 năm 2024. Mô hình được Ban chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình chọn làm điểm để xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, lấy người dân là trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng trong tố giác, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương. Đại úy Bùi Văn Thái, trưởng công an xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nói: Thời gian tiếp theo thì lực lượng công an xã sẽ làm tốt cái công tác phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động của công an huyện Tân Lạc cũng như là các nhà trường để tăng cường hơn nữa là công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đến tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh để làm sao đấy thì không để xảy ra cái tình trạng vi phạm quy định về luật giao thông đường bộ cũng như các cái vi phạm khác xảy ra ở nhà trường. Trong thời gian tới, để mô hình phát huy hiệu quả, công an xã Nhân Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp làm công tác tuyên truyền từ các em học sinh, người dân bằng nhiều hình thức,
đa dạng, phù hợp và sát với tình hình thực tế hơn để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi người. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tân Lạc 9 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu phục vụ trên địa bàn như chế biến vật liệu xây dựng, gạch nung, điện thương phẩm, nước máy, may mặc, chế biến lâm sản. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2024 là hơn 1.061 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch năm, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, cụm công nghiệp Phong Phú, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công cụm công nghiệp. Phần diện tích đã giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường là gần 45.000 m², tiếp tục kiểm đếm và lập phương án bồi thường trên phần diện tích là 13 hecta. Hiện nhà đầu tư đang phối hợp triển khai hoàn thiện về thủ tục giải phóng mặt bằng trên phần diện tích đã kiểm đếm đợt 2. Nhà máy dệt kim Supertech với tổng mức đầu tư 8 triệu USD đã hoàn thành xong 100% khối lượng hạng mục về xây dựng, lắp đặt nhà, xưởng và các hạng mục phụ trợ khác của giai đoạn 1. Hiện nhà máy đã triển khai lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 90% khối lượng và chạy thử nghiệm. Số lượng lao động đã tuyển là 200 công nhân. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động với số lượng công nhân khoảng 600 người. Thời gian qua, huyện Tân Lạc đã nỗ lực triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời chú trọng thực hiện các mô hình khảo nghiệm nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Theo đó, huyện đã hỗ trợ trên 8 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 3 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, gồm mô hình hỗ trợ phân bón nâng cao chất lượng sản phẩm chè, khoai lang, lúa, quýt, liên kết sản xuất và tiêu thụ mía An Tươi theo chuỗi giá trị tại xã Mỹ Hòa, liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ quả An Toàn theo chuỗi giá trị tại xã Quyết Chiến, liên kết sản xuất và tiêu thụ ớt theo chuỗi giá trị tại xã Mỹ Hòa. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ 2 mã số vùng trồng nội địa mới, nâng mã số vùng trồng trên địa bàn huyện là 10 mã, trong đó có 6 mã số vùng trồng xuất khẩu đối với sản phẩm bưởi và 4 mã số vùng trồng nội địa đối với sản phẩm rau, củ quả. Phối hợp thực hiện 3 mô hình khảo nghiệm giống lúa tại xã Nhân Mỹ và thị trấn Mã Đức, 4 mô hình khảo nghiệm giống ngô tại các xã Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông và Phú Cường, tổ chức được 40 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi với hơn 1.200 lượt người tham gia. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục được huyện ủy, ủy ban, nhân dân huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện. Công tác cải cách hành chính năm 2024 được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Lạc. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. 100% cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet tốc độ cao để phục vụ công tác chuyên môn. 100% các xã thị trấn của huyện đã đầu tư nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành bộ phận một cửa hiện đại để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hệ thống phòng học trực tuyến tới 100% các xã thị trấn để tổ chức học liên thông 4 cấp chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện, xã thông qua đường truyền số liệu chuyên dùng theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 16 trên 16 trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn thực hiện gắn nhãn tín nhiệm mạng sử dụng giao thức HTTPS để tăng mức độ uy tín của website. 16 trên 16 xã thị trấn đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng để vận hành các hệ thống thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền số. Huyện Tân Lạc có tổng dân số trên 90.000 người, với nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%, dân tộc Kinh chiếm 14,5%, còn lại là các dân tộc khác. Huyện có 16 đơn vị hành chính gồm 15 xã và 1 thị trấn, có 146 trên 159 xóm, khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn và 24 xóm đặc biệt khó khăn
thuộc các xã khu vực 1. Trong những năm gần đây, huyện đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở rà soát nhu cầu từng giai đoạn 2021-2025 và nhu cầu phát sinh thực tế, căn cứ các văn bản quy định các hướng dẫn về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Tân Lạc đã rà soát, tổng hợp và triển khai thực hiện hỗ trợ cho 129 hộ chưa có nhà ở dột nát với kinh phí là 5 tỷ 160 triệu đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đã hỗ trợ được 45 hộ với số vốn nhà nước hỗ trợ là 1 tỷ 980 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 84 nhà với số kinh phí là 3 tỷ 180 triệu đồng. Năm 2022-2023, thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất đối với 53 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là 530 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, huyện đã thực hiện hỗ trợ bồn đựng nước sinh hoạt và kinh phí để xây bể chứa nước cho 1.680 hộ với tổng số tiền 5 tỷ 130 triệu đồng. Thực hiện hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại các xã Mỹ Hòa và Nhân Mỹ với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Với những việc làm thiết thực trên đã giúp đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh tổng hợp của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.